em sợ không có đủ thời gian. Những người sáng tạo á, họ cần một cái khoảng không gian để họ bùng nổ. Còn nếu mà bị ngắt á, họ sẽ mất tinh thần ngay lập tức. Tập này như nhận ra anh Quý rất điềm tĩnh và rất lắng nghe. Có. Kính thưa, bây giờ là scene 2, test 3, action. Bây giờ test 2. Xin lời, bây giờ xin 1 cái 5, action.